À, xin chào tất cả các bạn hôm nay thì rảnh rỗi các bạn ơi đi ra vườn để nghiên cứu cái rễ mai coi các bạn thấy ở đây có cái rễ mai mà trong cái cây thì à, trồng ngoài đất cũng lâu rồi các bạn bây giờ mình thấy cái rễ này cũng có thể cắt ra để bỏ vô chậu được các bạn À, rễ này thì nó nằm ở trong cây nhưng mà nó nằm khơi trên mặt đất khi bứng cái cây này về trồng xuống thì nó lại nằm khơi trên các bạn à, nhưng mà để thời gian thì cái rễ nó liền lại nó cũng rất là hay nè đó để bây giờ em cắt nó ra ha đó, cắt lấy nó ra để coi nghiên cứu coi nó nó làm sao cái mình trồng là một cây cho nó quái lạ cho các bạn xem cho vui chơi ha đó bạn thấy cái rễ này thì nó nằm khơi trên mặt đất còn mà nó ăn bám xuống rồi À, mình có lắp đắt lại thì nó ăn xuống lùm lầm sụm lên này rất là nhiều rễ các bạn đó cái này làm dùng cho chấu trộn với cát đó các bạn ít phân dừa ha. lắp lại thành ra bây giờ nó lên cỡ này nè ồ oh, nó rễ nó lùm sùm luôn ha bây giờ mình có thể mình bỏ vô một cái chậu du này nè các bạn à. bây giờ những cái rễ mà nó trồng chéo mình cắt nó ra đây với lại mấy cái mà nó nó hư các bạn nó bị khô nó nằm chơi khê trên quá nó khô nè À, rồi cái rễ cám này nó cũng nhiều quá mình cũng có thể cắt bớt à, để mình đưa nó vô trong cái chậu này coi nó sao ha mình thấy cái rễ này nó rất là quái các bạn thì mình cũng chia sẻ các bạn mấy lần cái những cái clip mà mình trồng mai bằng rễ rồi đó thì các bạn cứ tin tưởng mình đi ha nhà mình có cái rễ cây mai nào mà nó cảm thấy nó thừa thì mình có thể mình cắt mình lấy lại mình tận dụng mình chơi thì các bạn thấy trong trong khi nó ở trong cái cây kia thì nó lại nó thừa tại vì nó nhỏ xíu các mà, mà nó có một bên nó nằm khơi nó thì không có gì hay hết à, thành ra là mình cắt mình nên cắt chứ còn mình để lên đó nó không hay có thể là nó xấu cái cây luôn nữa các bạn thành ra mình cắt ra lại là mình có một cái cây mới lạ nó đẹp mà nó quái lạ nữa chứ à, tiện đôi đôi đường ha à, thành ra là mình cảm thấy các bạn ở nhà vườn mà có những cái cây mai mà nó bị Lộ cái phần rễ lên mà cảm thấy mà nó đơn độc nó có một mình khơi khê đó thì nó lại nó không tương xứng với cái phần gốc à. đó, thì mình nên cắt ra ha xin cắt ra đó thì cái gốc đó, nó sẽ mình đưa sâu xuống nó sẽ lộ cái phần rễ dưới lên thì nó sẽ đồng đều đó. đó, chứ mình để trên gì thì nó nằm khơi trên thì nó không được nó lại gì đó nó tiện cho đôi đường các bạn thì sau khi mình cắt xong đó, thì mình đưa vô chậu đó, thì mình dùng cát với cho cháu với lại phân dừa hai ba thứ thì trong đây là phân dừa mình hơi nhiều một tí à, cho cháu ít nhất các bạn thì à, mình trộn lại thôi thì các bạn thường hỏi mình là trộn cái gì hoài à? À, nhiều khi nhắn tin trên đó hoài mà các bạn cũng không xem luôn ha à, lúc nào thì cũng phải hỏi <laughs> cũng hỏi hoài nên ra mình nhắn tin hoài rồi gọi điện thoại cũng hỏi cái vụ chắc chồng này nè mà mình nói rất là nhiều lần chắc chồng ở trên cái <laughs> hình như là clip nào cũng có nói vụ chắc chồng á chồng thì mình dùng dừa dừa cát rồi lại nó cho cháu vậy thôi đơn giản vậy thôi còn cái tỷ lệ trộn thì các bạn không lo trộn khi nhiều ít chút cũng không sao bạn đó nó không có sao hết trơn chứ không phải trộn mà đúng cái tiêu chuẩn đó không cần thiết các bạn nha đó thì ở đây mình sau khi mình trộn cái phân dừa mình trồng vô thì mình ghép liền luôn các bạn bởi vì cái cây này thì cái bộ rễ nó quá tốt các bạn thành ra mình không cần thiết phải chờ lâu đâu để mình ghép luôn ha đó mình ghép thì nó nó lên liền luôn à chứ à, bây giờ mà mình à, để cho nó lên thì mình ghép nó thì lâu lắm mà bởi vì cái rễ này là không dùng cái thích nha các bạn đó, cái rễ này các bạn thấy rễ cám để con nó rất là nhiều nó còn nguyên luôn à mình đúc cho mình trồng luôn thì giống như là nó còn nguyên nó luôn đó thì không nên dùng cái thích làm gì chứ à, có thể mình dùng cái thích vô là nó hư cái bộ rễ cám nha các bạn à, thứ hai nữa là khi mình dùng cái thích đó, thì mình không nên ghép ha đó thì ở đây mình ghép liền á thì mình không nên dùng à, cái thuốc kích thích gì cho cứ đem về cứ trồng rồi tưới nước cho thật đậm ha cái lần đầu tiên á mà mình trồng á là mình phải tưới nước cho thật đậm cho các bạn à, cái đó là cái điều quan trọng à, cái thứ nhất là tại sao mình tưới nước đậm thứ nhất là mình khi mình tưới nước đậm á thì nó sẽ à, ôm sát cái, cái phần chất trồng vô cái bộ rễ các bạn thứ hai nữa là nó có nhiệm vụ là rửa luôn cái cho nó sạch cái chất trồng của mình luôn các bạn à, bởi vì chất trồng của mình nó còn mới nguyên ha thành ra mình rửa cho sạch luôn đó thì lại là cái cái chất trồng của mình nó sẽ tốt đó nó sẽ giúp cho cái bộ rễ phát triển tốt các bạn đó, đó là mình lưu ý các bạn ha thì các bạn thấy sau khi mình ghép cái cây này được nửa tháng nữa các bạn nửa tháng thì nó lên rồi nè đó các bạn thấy cái này nó đâm lên nè các bạn thấy không đó, nó đã đâm cái chồi lên ở trong đây rồi thì để mình gửi ra cho các bạn xem luôn đó, coi nó nó lên có mạnh không nhưng mà cái này á, thì mình nói các bạn là cái này không không nên gỡ các bạn gửi ra xem thôi là mình chùm lại bởi vì cái này á, là nó còn cái mầm nó còn hơi yếu lắm mình cho nó lên khoảng 5-7 ngày nữa đi mình mới gửi ra các bạn Đó, nhưng mà ở đây mình muốn tiện đây mình muốn gửi ra cho các bạn xem thì cái băng keo này nè mình quấn cái băng keo lý do mình bắn quấn, quấn băng keo ở đây rồi thì các bạn thấy cái cái này mình sợ nó vô nước rồi đó, tại nó nằm xéo xuống rồi thấy không? nếu mà mình không quấn băng keo này thì khi mà mình tưới đó, nước nó sẽ luộn đây nè, lộn nó vô nè, bắt buộc mình không quấn kính đâu bạn, quấn kính để chống nước thôi. chứ nếu mà nó nằm quay trở lên đó, thì mình không cần quấn băng keo bạn, mình chỉ cột sơ là được. Đó, ở đây mình chống nước thôi, cái bo ghép đó thì lưu ý các bạn là cái bo ghép mà hãy mà nó bị dính nước thì nó hư các bạn, đó, dính chút nước nó cũng hư nữa anh ra mình nên giữ làm sao cho nó đừng dính nước vô cái bo ghép trong khoảng thời gian đầu khoảng một tuần lễ đầu các à, bạn một tuần lễ đầu ha thì nó mới chắc ăn chứ không thôi là nước nó vô thì nó sẽ hư cái bo ghép các đó bạn đó, để mình tháo ra cho các bạn xem bữa nay nó được uh, nửa tháng gì rồi đó thì nó lên rồi các bạn thấy đó, thì từ một cái thể mình cũng có thể chuyển nó thành một cái cây đó, độc lập luôn ha thì nó cũng mang lại cái lợi ích đó là nó quái lạ các bạn bởi vì cái rễ mà cái cây nó không có được quái lạ như cái rễ đâu đó. đó thì các bạn thấy cái cái cây nó đã đâm chồi nè nó đâm chồi dài ra đó à, còn cái phần mà cái phần mặt cắt là mình thấy nó kéo ra hết trơn nữa mà thấy không đó rất là mạnh ha đó bây giờ trước mắt đó thì mình cứ để gì sau này mình lấy kèm cạp mình cạp ở đây mình cạp xuống nữa các bạn đó mình cạp cho nó bớt cái phần à, gốc này đi cái cạnh cái này đi thì nó sẽ giót thon cái cây lại các bạn đó, để sau này nó sống mạnh thì mình làm ha bây giờ trước mắt thì mình à, cứ để cho nó lên mạnh đi đó hôm nay thì mình à, mình mở ra cho các bạn xem thôi rồi mình đậy lại các bạn đó, đậy lại tầm khoảng 5 bữa hoặc 6 bữa gì nữa đó cho cái lá nó nở ra lớn lớn chút mình hãy gỡ ra các bạn thì các bạn cũng có thường hỏi mình hoài là ghép xong rồi trùng cái bịch lại thì bao nhiêu lâu nó gỡ ra đó cái nhánh này thì nữa mình có thêm dựng đỉnh lên đây và mình cho nó phóng dài các bạn đó mình lợp dậy lên mình phóng ra như nè đó, tạo một cái tán đi ra ngoài thôi phần gốc giữ lại ha không cho nó vô nhánh vô gốc đó thì các bạn hỏi bao nhiêu lâu thì mới là tháo cái bịch thì cái bịch đó mình nhìn thấy trong đó nó lên các bạn nó lên rồi nó ra lá có có thể là ra cái lá hơi lớn lớn một tí rồi mình mới tháo ra các bạn đó, mà khi mình tháo ra mình nên tháo buổi chiều ha đó, còn cái cục này là cái cục đắt xét các bạn khi mà mình lấy cái đắt xét trộn xe dừa mình đắp ngay cái chỗ phần rễ mà nó còn lộ trên mặt đất các bạn nó không có nằm lúc dưới chậu đó thì nó sẽ dính lại cái nó phần đó để cho nó phát triển các bạn đó, cái phần cái phần rễ này nó bông chốc gì thì thì không có sao các bạn à, thấy nó chốc các bạn đừng có sợ nó hư ha không sao hết nó nó chốc ra thì cái lớp da trong nó vẫn mướt bình thường không sao các bạn đó, các bạn thấy không? đó thì sau khi mà mình ghép mình chờ cho cái lá nó lú lên mình mình lớn lớn chút rồi mình mới mở ha Chứ các bạn nói thời gian vô lâu thì không không biết được nhiều khi nó tầm 10 bữa nữa tháng hai chục ngày không chừng có khi cả tháng nữa các bạn ơi đó nó tùy cái gốc ghép cho nó tùy cái bo ghép nữa thành ra mình cứ như quan sát cái, cái lá nó lớn thì mình mở ra ha đó, đơn giản vậy thôi đó. còn cái nữa là khi mình mở ra thì mình nên mở cái buổi chiều bạn đó, buổi chiều mát mở ra thì nó qua một đêm tới sáng nó sẽ quen với môi trường ha đó. thì bạn thấy cái bo ghép này nó lên cũng rất là mạnh nè thì các bạn thấy mình đã hoàn tất cái đi ra vườn cắt cái rễ ha cắt cái rễ về rồi trồng vô rồi ghép thì ngày hôm nay cái cây của mình nó đã thành công như thế này các bạn đó thì sau khi mình mở ra các bạn xem thì mình đẩy lại rồi đẩy bịch lại ha rồi các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ với người cùng xem à, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nếu thấy hay thì cho mình một like ha rồi mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha